OK, mời lên em. Hôm nay chúng ta lại chơi một game mới. Game này nó có thể loại tương đối giống với Dialo, chắc anh em cũng biết rồi. Tại vì dạo gần đây nó khá là hot. Game này có tên là Last of Us. Nó vừa kết thúc phiên bản Early Access và ra bản 1.0 gần đây. Đây nè, nó đang xếp hạng thứ 7 trên Steam. Con game mà có số lượng người chơi cùng lúc đông nhất là gần 200.000, 191.000. Hiện tại bây giờ 191. Thời điểm cao nhất ngày hôm nay là 264. Game này đã ra mắt khoảng 3-4 ngày trước rồi. Tuy nhiên thì lúc mà ra mắt á, server online nó không ổn định cho lắm nên người ta đánh giá tiêu cực khá là nhiều. Còn bây giờ thì nó ổn định rồi. Thì game này tới giờ cũng chưa chơi lần nào nên giờ này vô chơi coi thử còn sao thôi. Thì cũng không biết con game này nó như thế nào nữa. Hy vọng nó giống Diablo nhưng mà không có hút máu như Diablo được. Với content in game nó làm sao thì anh em chắc phải chơi lâu dài mới biết. Tôi thì chơi thử qua con game này lướt lướt sơ nó làm sao thôi. Nhìn cái hệ thống này thì thấy nâng cấp là cũng mạnh người nó nha. Mình có Gorgon nè, May nè, Sentinel, Acorn. Rồi, nhìn chóng quá. Theo cái thanh này thì nó tương đối giống với những con game mà hồi cổ á. Game RPG nhập vai hay là mấy con game thể loại như thế này nè. Anh em sẽ đi cái ống từ trái qua phải nếu như tôi đoán không lầm. Thì khi mình nâng lên giống mấy con game đao thì mình nâng lên đủ điểm thì mình sẽ unlock theo cái hàng dọc như thế này. Rồi chọn một cái. Thường là mấy con game này thiết kế vậy thôi. Còn cái kiểu này thì giống BOE hay là mấy cái cây tham đó. Anh em muốn nâng cái điểm này thì anh em phải đi qua bên đây và đi lên. Tương tự như vậy. Chắc là không có gì khác biệt đâu. Những con game nó thiết kế thì đều đồng dạng như nhau hết. Hệ thống trang bị kỹ năng, thậm chí có cái lò rèn này luôn. Tốn 24 cái điểm rèn gì đó. Tôi cũng không biết là gì. Nhìn animation đó. FF này khá ổn nha. Animation thì không biết nó có mượt không. Coi thử cái trailer coi. Này mấy cái đoạn cinematic không à, chưa thấy cái đoạn in game nào hết. Đây FPS thì tương đối là ổn áp rồi đó. Game này tôi nghe thằng đệ tôi nó bảo là cũng khá là nhẹ. Đồ như một tử thần luôn kìa. Bay bay hai tay hai diều luôn. Animation nhiều cái nó hơi khựng tí. Chắc là do cái cách chiêu nó làm nhanh quá. FPS thì tương đối là ổn áp rồi. Rồi bây giờ chúng ta vô game. Thì trước đó cũng giới thiệu cho anh em một cái giveaway hàng tuần. Bây giờ có thể là một tuần hay là 10 ngày. Tôi tổ chức giveaway là anh em cứ lên cái kênh tôi. Xem bất kỳ cái video nào từ cái thời điểm bây giờ trở đi thì tôi sẽ để cái link ở phần mô tả nè. Anh em sẽ nhìn thấy cái phần tặng game hàng tuần ở ngay cái mô tả của mấy cái video. Thì bấm vào đây, anh em sẽ thấy một cái file Excel. Đó. File Excel này tất nhiên là của tôi rồi. Đây. Anh em sẽ chọn vô mà anh em quan sát cái cột tình trạng nào. Khi nào mà tôi mở giveaway á thì anh em cứ bấm vào cái cột tình trạng này bấm tham gia. Đây, hiện tại tôi đang giveaway một con game nhỏ nhỏ thì chưa biết khi nào mà quay kết quả cho anh em nữa. Mới mở ngày 25 thôi là hôm nay luôn đó. Thì anh em cứ bấm vô tham gia. Còn anh em chỉ điền vô cái form mà này đúng một dòng thôi. Đây. Dùng một trong bốn cái nick điền vô là xong. Rồi bấm submit là ok rồi đó. Còn lại anh em cứ chờ nhân phẩm thôi. Khi nào có nhân phẩm thì tôi sẽ đăng cái nhân phẩm kết quả quay ở đây nè. Giống như cái mà video này thì tôi đang giveaway con Smoland. Đó, thì kết quả nó luôn luôn nằm ở trong cái bảng giveaway nè. Anh em tua xuống cái mốc có mốc thời gian giveaway dưới đây. Thì nói chung vẫn là nhân phẩm thôi. Anh em nào trúng giải thì chúc mừng anh em. Đó, thì trung bình thì khoảng một tuần hay là 10 ngày thì tôi mở giveaway là cố gắng giữ cái thời gian này phong độ cho nó ổn định tí. Đây như hồi Tết tới giờ năm nay nè. Năm nay thì mới chuẩn bị qua tháng 3. Tức là mới có 60 ngày đó thì tôi đã giveaway được 8 game rồi. Thì tính ra cũng là khoảng 7 đến 8 ngày. Đúng theo cái lịch. Thì game thì còn nhiều lắm. Game lớn có, game nhỏ có luôn. Cái danh sách game lớn bên đây nè. Đó không phải cái này là trúng thưởng rồi. Cái danh sách game thì tôi không có giữ bên cái form này. Rồi từ từ thì tôi cũng trao giải cho anh em thôi. Những con game nào có giải rồi thì sẽ ghi thẳng cái tên luôn. Con này cũng khá là hay nè nha. Game 2D rất là ấn tượng. Còn bây giờ con game nhỏ nhỏ thì chắc anh em để trưng thư viện là chính. Cũng lười chơi thôi. Đó, nó luôn luôn nằm ở cái phần mô tả của video. Thì từ video này trở đi thì tôi sẽ đăng đó. Anh em chỉ cần vô cái link này thấy cái tham gia thôi. Chừng nào không có giải nữa thì nó sẽ đóng. Rồi, bây giờ vô game coi thử sao. Hy vọng con game này đã đỡ ổn áp như mà đi lô để anh em có cái trải nghiệm với cái mức giá phải chăng hơn rất là nhiều. Tôi cũng nghe một số cái tin đồn bên Xbox á, là họ sẽ dự tính đưa con đi lô này lên.
cái nền tảng mà PC Game Pass của họ. Tức là lúc đó anh em có thể trải nghiệm con game chỉ với 59.000 tháng, thậm chí nhiều lúc rẻ hơn ở mấy cái tháng khuyến mãi đầu nữa. Mà lên PC Game Pass thì hy vọng nó đừng có hút máu nhiều quá để anh em có thể trải nghiệm. Tôi thì tôi chỉ chơi offline thôi. Ở đây chúng ta có 5 nhân vật ha. Anh da màu đầu tiên, cầm kiếm cầm khiên thì chắc thì dạng là Paladin công thủ vẹn toàn rồi. Có cái bộ chiêu thức ở đây. Là đúng là Paladin luôn nè. Paladin đó là một cái lát mà anh em vừa công vừa thủ rất là mạnh nha, trong hầu hết mấy con game ARPG như thế này. Cái lát này mà cân bằng kém kém một tí là cái lát nó trở nên cực kỳ yếu hoặc là cực kỳ bá đạo luôn. Tại vì anh em công mạnh rồi, anh em phòng thủ cũng mạnh nữa thì thôi. Có bộ khiêu hố đen gì nữa không? Lát thứ hai là cầm cái dao găm thì chắc là đào tặc rồi. Ồ, vừa cầm cung vừa cầm dao găm luôn á. Cái này vẫn là khiêu của cái dao mà. Dạng như một sát thủ go go. Nhưng mà vừa tay dài vừa tay ngắn thì bui sao ta? Này pháp sư nhìn là biết liền, vừa có gậy phép vừa có quyển sách. Tôi thì khá thích pháp sư nên chắc cũng muốn thử cái này, nhưng mà thường pháp sư trong mấy game này anh em dễ bị nép nhiều lắm nha. Này chắc là Beastmaster, bậc thầy triệu hồi sư hoặc là Berserker cùng chiến gì đó. À có ghi Beastmaster luôn nè. Triệu hồi á, đây là cái lát triệu hồi khá là nhiều luôn nha. Tôi rất thích cái triệu hồi đó. Còn lát cuối cùng của chúng ta vẫn cầm cây gậy luôn rồi, toàn mấy xác chết triệu hồi xương, chắc là Negromancer đây. Đúng rồi, Negromancer luôn. Rồi thử nhân vật này. Normal hardcore, còn cái này là thử thách đó. Thử thách này thì chắc tăng độ khó lên tí. Cái nhân vật của mình thì không thể tham gia vào party nên khi mà đi đánh cái gì đó thì cũng sẽ không phải chia đồ với người khác thôi. Tranh game là sao đó? Thôi vô game đi. In the beginning, there was darkness. Only the terror, myself, and the void. Sao mà nó render không được đẹp cho lắm à? I was content with nothing. She dreamt of light, of life, of humanity. Ánh sáng We cuộc sống hay là nhân loại? disagreed. And yet, in her world, there were gods. Majossa of the desert, Largon of the sea, Rye of the endless skies, những cái đống bất tì and nên kiếp chưa of the thôi kiếp đi, lính chuột cái cũng kiếp nữa. Ồ, bật FPS lên thử coi. Cũng ổn định phết, khá là nhẹ nhàng luôn. Không có nhẹ cho lắm, giờ nó mới bắt đầu load. Sử dụng chuột trái để di chuyển hoặc là cái trên nút tay cầm. Mình có thể giữ và đè chuột để di chuyển. Rồi ok, đỡ công nhấp nhấp. Đi lên hả? Chấp tư một. Người giữ cổng hả? À, nó quy. Cái Q của mình là cái kêu gì? Là như nó tạt một cái vũng máu vậy nè. Cũng được. Đánh đấm animation thì cũng ổn áp đó. Chiêu thức thì mới có cái chiêu đơn giản này thôi, nên chưa biết là nó có mạnh hay yếu gì không. Cái lọ hồi máu. Tôi nghĩ là sau này em này nó sẽ thành cái tử thần bay 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 á, nên chứ không còn cầm kiếm nữa đâu. À, cái kiếm của mình DPS là 17, dạng sát thương vật lý, cái phạm vi là đánh cận chiến, có khả năng đánh lan. Cái này thì theo điểm trí tuệ dạng phép cũng là sát thương vật lý luôn, tốn 3 mana. Mana hồi cũng nhanh. Sao mà biết chỉ số mana của mình hồi bao nhiêu ta? Cái nhấn phím T là cái photo để bị unlock. Chưa được unlock. Trong mà Diablo 4 đó đang bán cái mà photo, cái gói đổi màu photo giá trên trời luôn.
Đang để thử mà cái phần mềm dịch thuật coi nó đọc được cái phông chữ này không. Test luôn cho anh em. Cái này là cái người đưa thư, một cái sứ giả đưa thư gì đó. Trong tay sứ giả thì có một cái bức thư này, nói về một cái nhóm người canh giữ cổng, nói được gửi cho mình. Ủa tại sao lại gửi cho mình? Traveler, our Herborian allies informed us that you will attend the peace talks. Nhà lữ hành. Raya's war has reached our Đồng minh của chúng tôi đã thông báo với tôi rằng bạn sẽ tham dự cái cuộc đàm phán hòa bình. Ồ. Vậy là thằng sứ giả này nó đưa cái thư cho mình để đàm phán hòa bình gì đó mà nó chết giữa đường rồi. As keepers, we avoid conflict. We're dedicated to the goddess Atera's memory. That is, until Raya forced our hand. Bên này thì nó cho mình cái ký ức của nữ hoàng gì đó. Nữ hoàng Aetaga. Aetaga. He wishes to destroy us and steal Atera's legacy. We can't let that happen. We need Herod's help. Nói chung là mình đi buôn chợ này thôi. Rồi, lấy bức thư của người đưa tin. Có thể sau này mình đưa nó cho ai đó, người giữ cổng chẳng hạn. Hình như đánh cận chiến của tôi là nó làm chón được. Này thì chim, này thì chim. Đi, đánh sáo dữ mày. Hồi nãy tôi lụm được cái gì ta? Hình như nó tự đeo luôn nè, nãy lụm được cái này hay gì á. Internet là sao? Control là so sánh, Internet là modify là thế nào ta? Nó hiện ra là Ranger 5-20 rồi. Chắc là mô tả thêm chi tiết tí. Hình như được cái gì mới á. Cái kiếm này thì cộng 15 trận chiến, có 18 điểm rèn gì nè. Chuột phải là em whip 52% cơ hội gây tuôn với cái đòn tấn công cận chiến. Nhưng mà cái này nó cộng 2 đâm phép hả? Mình cứ chơi đi. Bạn cái này tí nữa tìm hiểu sao. Đau mày. Tay dài nó yếu yếu sao anh em ơi. Lên level 2 nè. Mình đã mở phá được cái skill mới. Cái skill này sẽ tự động thêm vào cái thanh dưới này. Mình có thể thay đổi nó bằng cách click vào cái này hả? Click sao? Skill mới này của mình là triệu hồi ra một con lính xương, tối đa là 3 con. Rồi, 3 con. À đây, hai con cận chiến, một con tay dài hả? Cái này là hai con tay dài, một con cận chiến, hai tay dài đây. Ngon, có ban đệ đi theo là thấy tự tin hẳn ra đó. Gấu à? Không có đồ gì hết. Quát binh khiêu. Thôi không cần đâu, để mặc định như thế này được rồi. Đi tìm một cái người giữ cổng và đưa cái bức thư. Tiền, ô mấy anh để nó lụm tiền cho mình luôn. Ngon nha, đỡ không phải làm cái gì đó. Quái mới, quái mới. Mày cái gì đây? Cái xác đã bị đốt rồi. Tắt đi, tắt đi. Chỉ có một đường thôi. Được cái nhẫn, được cái nhẫn. À, nó tự đeo luôn rồi nè. Hai bên đeo được hết. Còn cái này là cái gì ta? Cái này dạng như cái ăn tay, còn cái này giống cái ly á. Ý. Cái chữ mới. Cái này của mình màu xanh dương hả? Cái này 93, còn cái này là 3, trừ 3 mana cost. Giá trị rèn của nó là 22 vậy.
3 tiền. Cái cây này 5 tiền lắm. Cây này đánh là khá chậm. Sao ta? Đeo thử không? Nó cũng đánh cận chiến thôi. Tưởng đâu mà chuyển chuyển phép rồi được. Có cái dòng gì chớp chớp đó. Thằng này ống máu màu xanh thì chắc nó bên phe mình này. Mình đã học được cái skill mới. Bạn đã nhận được một cái điểm nội tại, nhấn vào cái nút này. Cái điểm nội tại này. Master Key Lab, điểm bậc thầy nữa hả? Không, mấy cái này mình chưa có học được. Vậy chắc là mới đầu tiên thôi, chỉ học cái này thôi. Rồi mấy cái này chắc nâng về sau. Tăng đam 6% cho mỗi điểm. Đệ cũng tăng 6% đam luôn. Còn cái này là 20 thủ với 20 giáp. Tăng giáp cho mình với giáp cho thằng đệ. Tăng đam cho mấy đệ đi. À đây, đúng rồi đó, mình tăng đủ 5 điểm thì mình sẽ học được cái nhánh này. Tôi nghĩ khoảng 2 3 điểm cái này, 2 3 điểm cái này là vừa. 4 vàng. When you arrived, was there a family? Đến đây khi nào gia đình sau là tự nhiên thằng này là ai vậy ta? Thằng này dạng như là biết mình vậy đó. Cái gì? Họ đã chết hả? It was my mistake. Đó là lỗi của tôi. They were cornered, and there were so many. Họ đã bị dồn chuyên tường và có rất nhiều quân địch luôn. I told them to stay back, to let me handle it. And they left. Đây là chiến tranh, bạn không thể cứu được tất cả đâu. Rồi. Sorry. I just met you. Are you also here for the peace talks? Mình là cái người dạng như là sứ giả hòa bình á, nên chắc đúng rồi đó. Name's Grail. Thằng này tên là Gael, giống Gael quá ha, nó cầm cây phủ nữa kìa. Thôi, không cần giúp đâu. Nó có cho mình từ chối méo đâu, nó còn hỏi nữa. Đường trên, đường dưới. Đường trên bị chặn rồi. Cái QE của tôi là nó bắn xuyên quái à. DPS hơi thấp. Ủa nó đâu có tốn cái gì đâu. Cái xương này sẽ bắn ra từ cơ thể của mình. Nó không tốn mana nhưng tốn 9% máu hiện tại để tiêu thụ cái skill này. 9% là khoảng 12-13 máu. Bán máu lấy đam hả? Nhưng mà nó mạnh. Máu hồi cũng khá là nhanh nên thôi, kệ nó đi. Mới lụm được cái gì vậy? Cái đầu này đúng không? Còn đường trên này là cái gì? Chả có quái gì đây cả. Thiết kế đường kỳ cục. Đang đi có con quái rớt lên đầu. Thằng này nó như thằng mà summon của mình vậy đó. Ủa sao nó nghĩ đụng tiền rồi ta? So much destruction. And for what? Bên dưới này có cái gì không? Nó chỉ là cái đường thôi, chả có gì mới cả. Mấy đệ của mình nó cũng trâu quá chứ, máu ở đâu có mất đâu.
lên level 4. Gán cái skill chi để xem mình có thể fix được cái skill nào trong cái skill chi không. Mình cũng mở được cái skill mới luôn. Nâng cái điểm này lên cái nữa. Cái skill chi thì bấm vô đâu? Tab. Ra. Hết. Chữ S. Tích giờ skill sử dụng cái skill mới thì kéo nó xuống thành 3. Có skill nào mới đâu, mình có 4 skill mặc định như thế này. Vậy là level 5 mình mới lên được cái này nha, tăng ít nhất 5 điểm. Ồ, trong mỗi cái skill mình lại tăng thêm một đống điểm nữa nè. Cái skill E của mình bây giờ có thể đi qua đây. Bây giờ cái xương của mình nó có thể gây đam nhiều hơn nhưng mà nó không còn xuyên thấu nữa. 75% đam, vậy là cái skill này tăng để đánh boss thôi. Có cơ hội cắt lần thứ hai. Nhưng là nó không có tốn máu. Cái này thì mình sẽ tốn thêm máu để cắt cái skill đó. Đây nè. Nhưng mà nó có khả năng gây chảy máu cho quân địch. Thôi tăng cái này đi, khả năng chảy máu khá là ngon. Tăng không được hả? Đó, cho mình vô đây làm cái gì? Ồ, nó hiện cái đầu này là sao ta? Là level đầu mình chỉ thể tăng được vô cái con này thôi đó hả? Tăng thêm đam. Chịu hồi thì ít tốn mana hơn, tăng cái tỷ lệ chí mạng mặc định. Xương bây giờ sẽ tăng thêm máu tối đa nhiều hơn, tốc độ tấn công thì nhanh hơn, cách fail cũng nhanh hơn luôn. Tăng cái này đi, cái này cho nó lên đam nhanh gọn lẹ, đỡ phải đau đầu. Đi. Đi được cái siêu nè. Đó. Siêu này xài sao đó. Có cái cột gì đây? Cột này chắc dạng như cái cột trụ tele hay là cái gì đó thôi. Nhìn cái cây nó cháy à. Hiệu ứng cũng đẹp hết đó chứ. Nó chưa chạm đất nữa, nó bốc hơi luôn rồi. Cái này quái gì nó không? Thằng đồng đội của mình mà nó vừa trâu rồi, nó đánh mà hiệu ứng cũng tốt hết đó chứ. Stun quái tạo nguyên cái vùng băng á. Kìa boss rồi. Trời, nó cứ đánh vô mình vậy. Ê ê ê ê. Vô láo nè. Rồi cái cầu trắng rồi mà. Chả gì ngon cả. Có mà sắp xếp không? Đây nè. Có cái gì đó bên này. The keepers have proven difficult to track. But my observations revealed the truth. Their camps are neither chosen nor abandoned on a whim. There's a pattern to how they scurry. Làm sao ta? Những cái người giữ cửa thì không thể là rất khó bị theo dõi. Nhưng mà theo cái thanh niên này quan sát á, thì có cái biến gì đó trong cái trại rồi. Cái trại đó không phải địch gờ bị bỏ rơi đâu, nhưng mà có một cái gì đó ở đằng sau.
Invariably, they're near shrines devoted to the eldest of gods. Each one was as empty as the last, save for meager signs of the keeper's presence. Ông này cũng phái một số cái người theo dõi những cái chạy đó. Rồi xong rồi phát hiện trong cái chạy đó luôn luôn là có rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà ngoại trừ một cái điều đó là không có sự xuất hiện rất ít của người sinh kinh dữ này. They're not guarding the ruins. They're traveling between them, over and over. They must be moving with them. It'll be as simple as burning these vermin to ash. Raya wills it. Họ thì không phải là bảo vệ cái tàn tích này, họ đi di chuyển qua nó để tìm kiếm cái gì đó, khả năng là như vậy thôi. Tức là mấy cái thằng này nó gửi thư vô mình. Không phải nó chiến tranh mà nó có thể làm cái gì đó hả? Hay là nghiên cứu khu rừng này nó lợi dụng mình. Cuối cùng chết sạch tới đây này. À, tới cái cổng của người giữ cửa nè. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhận được 40 vàng và 20 kinh nghiệm. Ồ, nhìn đã ha. Hết đồ ăn hả? Con này nhìn đã phết chứ. Game này không biết có hệ thống thú cưỡi hay là cái gì không? Mà mình chủ yếu là đi bộ đến tay thì thú cưỡi là méo gì không biết nữa. Chào đồng chí, cái gì đây? Herots offered protection. More than protection, an alliance. But the truth is, we know little. Herots này cung cấp cái sự bảo vệ. Why should the council trust? Tại sao hội đồng lại tin tưởng ông này? Mình không biết rõ giọng cho lắm. He's one of the gods. Atera made him just as she made us keepers and gave him a role by her side. He's the guardian of his people. Prospect 2. He cares for his people. Đang giả dụ cái trường hợp ông đó là một cái người rất là đáng tin như một vị thần vậy đó. Còn cái trường hợp thứ hai là ông ấy quan tâm đến người của mình thôi. Trường hợp thứ hai ông ấy là người tốt bụng muốn bảo vệ cái ngôi làng này. Trường hợp thứ ba, ông ấy là một trong những cái chiến binh. Sao nói nhiều vậy ta? Đội trưởng thì đang đợi mình ở cái cổng điện thờ đó. This place isn't too different. A group tied closely with our goddess, Etera. They've been indebted to her. But why? Even their names. Well, what do they keep? Do they adhere to another god or just her? It's these mysteries that interest the Osprix. Whatever secrets the keepers hold, I'm sure Raye wants them. Now, we speak to the... Speaking of, I must head there now. Feel free to look around. I'll see you shortly. Chả hiểu gì cả, hồi nãy tôi kiếp qua cái cốt truyện đồ game này, bây giờ như thằng mù đi đêm nữa. Không cho mình đi hả? Thiết kế bản đồ như thế này để mấy NPC chặn đường. Bên này có cái đầu trí tuệ gì nè. Hello traveler. Cái này dạng như tỷ tỷ điểm hả? Thôi không cần đâu. Tốn là 400, tốn 20 vàng để tẩy tỷ điểm. Bên này có cái gương là sao? À chắc cái gương để đồ của mình thôi. Mình có cái quái gì bên này đâu. Chào anh. Người giữ cổng Lena đang ở phía trước. Rồi, tí nữa mình sẽ gặp nó. Đàm phán hòa bình nói về cái gì? Nói chung giờ vẫn cần giúp đỡ gì đó thôi. Cái này chắc dạng như cái cổng tele. Bản đồ cổng vải ra chứ. Level 5. Chắc mình phải unlock thì mình mới tele qua đó được. Level 55. Ủa, cái này là mấy cái vùng đất khác nữa đó hả? Mình đang ở cái khu vực Divide ra.
Nè, thêm Asia nè, mình có thể đi lên đây, đi lên đây, đi lên đây nữa nè. Rồi mình chỉ mới ở cái khu này thôi đó. Này thiết kế bản đồ đẹp phết đó chứ. Sao bên này vẫn lại mà một cái gương nữa hả? Coi thanh niên này bán cái gì. Nó bán găng tay, một cái viên gươm. Mình bán đồ cho nó được không? 467, 470. Nhấn nút shift chuột phải. Cái ly này là cái gì ta? Nhẫn mình thiếu cái nhẫn nào. 12% tốc độ hồi mana. Bậc 1 Ranger là 10% đến 14% là cái quái gì? Bậc 1 23%, bậc 1 45 40 đến 55%. Ranger 10 trên 10. Ranger 80 trên 120 là sao ta? À, cái gan này nghĩa là cái món đồ này nó xuất hiện sẽ nằm trong cái khu vực đó. Giống như cái 18% lốc á, có cái gan 18 đến 18 á, là cố định con số 18 luôn. Còn cái dưới là cộng 115 lốc á, là nó sẽ gan đông như cái khoảng 80 đến 120. Chỉ số này càng cao càng tốt. Còn cái tỷ lệ lốc ở dưới là nó từ 2 đến 3%. Khi cái vật phẩm này rớt ra thì nó nằm trong cái phạm vi đó. Nhưng cái này 2% là thấp rồi nè. Cái này 12% ở trong cái khoảng 10 đến 14 thì nó nằm ở giữa. Ở đây ghi thì 1000% đến 2500%, còn bên đây thì nó lại ghi 38. Cái này chắc cái lỗi bớt rồi. Nào cần thiết thì tính sau. Bây giờ mình đi lên gặp bà kia đó. Thank you, Tara. Sau này á, cái như cái này nó chỉ có hai dòng á, anh em còn dễ nhìn nè. Sau này gớt ra món đồ mà 4 5 khoảng 10 dòng đi thì tỷ lệ nó hơi bị chết chúa tí đó. Sounds like this is where we part ways. Yes, something you need. I don't work for him. It means I've Thôi kiếp đi, kiếp đi. Có thời gian rồi tìm hiểu cốt truyện sau. Grail was just telling me of your battle. Đọc mấy cái quan trọng chính chính này thôi. One of the keeper's council. One of two. Chỉ có ba người chúng ta ở đây hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Một họ đã chết hết rồi. And he's not here. As such, I must ask for your help. Balthus is busy checking on our sacred artifacts. We're protectors of Aterra's history, and right now, they're in danger. Not much, I'm afraid. We'll discuss it after our... You are, and I'm sorry, but this is how it must be. Even now, the Osprex swarm all of our sacred vaults. I've already asked Grail to check one down in the mountains. There is another up north, where Balthus is. Could you make sure he's safe? There's word of a drake patrolling the skies. They can, but Balthus is impulsive. I worry he'll do something stupid. Nó sợ cái thằng mà thằng thứ ba còn lại trong cái nhóm ba người dưới cửa mình chơi ngu đi chọt chọt không kia. Sure I do. With your help, do this, and our alliance is secure. We'll lend our aid to heal Boreas. Bây giờ chắc mình đi mình hỗ trợ cho kia. Thằng kia nó nằm nó chơi ngu nó sợ trọng quái bự bự á. Bây giờ nguyên cái nhóm người giữ cửa của mình á có thể là đóng vai cái vai trò đó, còn có ba mạng à. Cái này có cách nào ẩn đi không? Nhìn ngứa mắt quá. Chơi apply thì chat kỹ này làm gì? Ủa?
Rồi bấm lộn quay về. Đây là con game này offline nó vẫn có tính năng chat đó. Rồi mất tiêu với hộp chat nè. Mình có thể sử dụng cái cổng dịch chuyển. Đây là chữ T nãy nó mở nè. Để ghé về cái ngôi làng cuối cùng mà mình đi qua. Bây giờ thì gần hai thần cận chiến hơn. Đây có đường nữa hả? Bản đồ này khiếp chứ. Rồi cái đòn đánh cơ bản của mình bây giờ được thay thế bằng cái đòn mới cũng được. Cái skill nãy là chữ S đó. Đây đây lên được một điểm nữa nè, mình tăng qua cái nhánh nào. Bây giờ có thêm một cái con summon mới là cái dạng như sát thủ gì đó, nó sẽ di chuyển ra phía sau quân địch và chơi một cái đòn cận chiến. Khi mà có con summon của mình chết thì có cơ hội random summon lại một con nữa trong cái vị trí đó trong vòng 3 giây, không cần đâu. Tăng không được á, hay là phải tăng đủ 5 điểm. Ồ, mình có thể summon thêm thằng đệ nữa, vậy là đi cái nhánh này có bọn ngon hơn. À, cái connect từ cái điểm này qua điểm này thì yêu cầu hai điểm nữa. Đủ hai điểm nè, vậy là cái điểm sau mình học được con này rồi. Nên đi farm vòng vòng ở đây không ta? Hết đường. Đồ xanh, đồ xanh. Một dây chuyền màu xanh. 17 máu. Nhưng mà nó cộng thêm một đống nữa. Ngon. Dưới này còn cái đường nữa hả? Không. Không, kêu không có xuyên qua tường được. Mấy đệ của mình nó cũng trâu vật vã luôn chứ. Nãy giờ có thấy nào chết không? Về mới, về mới. Về mới cộng tác dụng hơn nhiều luôn. Hai cây kiếm này vẫn cùi.
Vậy là cái bản đồ này nó chỉ rộng ra thôi. Lên cấp tăng đam luôn, tăng kill luôn được chưa? Ủa làm sao để lên cái kill này ta? Cái đầu sọ này hình như sát thương vật lý, còn cái này là sát thương phép. Nãy là đi quên xài cái kill EG luôn á, cung đao 15 giây. Né 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 né. Có cái gương à? Góc trên mình phải coi gương. Vậy là mình phải đi vòng vòng khám phá map đó. Đi một đống đồ luôn, ngon rồi. Mà vàng thì lắp vô suy nghĩ gì nữa. Ủa không xài được. Từ từ đó. Cái trường này xài được nè, găng tay xài được. 8% tăng cái tốc độ hồi máu lên nếu cần. Đôi giày này thì 5 giáp 7% cao hơn tí, kháng được 8% sát thương vật lý, 9 máu. Cái này 4 hồi máu mỗi giây, tăng tốc độ di chuyển. Rồi không cần kháng đâu. Còn cái cây này sao mà xài đó? Hay là phải gỡ cái khiên này ra? À đúng rồi. Đồ vàng trong con game này là mạnh nhất chưa ta? Không biết nó có màu nào thêm không? Còn cái đường phía dưới này chưa đi. Cho đến yếu xịu như này ha. Cảm giác nó yếu yếu sao ta? Là nó đánh chậm hơn chứ không phải là đánh mạnh hơn.
Thôi, không bổ ngang cũng bổ dọc, cứ cầm thôi. Rồi, giờ đi qua cái cổng portal được rồi đó. Chỗ nào mình đi qua một lần rồi là quái nó không hồi như đó nữa nha. Tử thần mà đi cầm cái giáo này thiệt á. Bây giờ vô cái khu rừng hả? Cái tàn tích. Ai đây? Mấy này trâu nha. Cái cổng ở bên này, vậy mình sẽ đi qua bên trái. Đi mất máu quá, không được. Bắt đầu thấy mình yếu yếu rồi đó. Còn để mới ra đây. Trong này có đồ hay là gương gì không? Không. Có cái nút nào nhặt đồ nhanh lắm ta. Bây giờ mình có. Rồi bắt đầu yếu yếu rồi. Đi kiếm vàng luôn nè. Cái kiếm vàng này thì không được đi với cái kia. Vũ khí là hai tay. Nó vẫn tay ở một hết thôi. Cái kiếm thì ngon hơn. Nó đánh nhanh hơn tí. Cộng đam nhưng mà không tỷ lệ chí mạng. Cũng không tăng tốc độ di chuyển luôn. Nhưng mà có khả năng thiêu đốt mỗi hit. Cái này là cái gì? Từ từ. Tăng phần trăm mà cái tỷ lệ chí mạng này thì không biết là cái chí mạng của mình. Không biết cái chí mạng của mình thì nó có hơn không? Nó có tính vô cái kill không? À cái này cái điểm dịch chuyển nè. Khả năng bên cái lối đi bên này nó có dấu gương hay là dấu cái gì đó không? Trời ơi, nó chỉ là cái đường cục thôi. Bấm trên bản đồ nó cứ đi không ta? Không có đi đến chỗ này à? Ai đây? Nè, thằng này là thằng Hegu Bin nè, ổn chứ?
Ngồi nghỉ đó đi, còn lại để anh lo. Mấy đệ của mình nó lo được. Ê, khiêu mới. Bây giờ tiếp điểm này luôn đi. Đủ rồi nào. Máu hả? Máu thì méo cần. Tốc độ đánh. Tốc độ cách phép. Cái gậy của mình bây giờ sẽ gây cho cái sát thương địch nó gần là 13 điểm. Vậy là phải cầm cái gậy phép mới được hả ta? Ủa đâu phải cái gậy phép. Này quật mà. Thôi, mấy cái này chưa cần. Tí nữa tính cái skill mới của mình là... Đây, nguyên gũa. Tốn 8 mana. Nó sẽ chơi một cái khiêu độc nữa, con là sát thủ của mình. Đây ba con, ba chủng loại. Tức là cái chiêu này chỉ xài một lần thôi. Xài xong 18 giây sau xài tiếp. Rồi cái này chỉ tăng vô cái hiệu ứng đam vật lý thôi nha. Tức là cái chiêu E mình vẫn vô được. Nhưng mà cái chiêu G này nó không có cộng được cái chiêu Q này ngon. Ủa? Cái đó đâu phải cổng dịch chuyển đâu. Ủa nó có cái cửa nữa kìa. Ủa vô. Thằng này là thằng ghét cổng. Ghét cổng Keeper. Bây giờ mình đi vô cái cổng đó hỗ trợ kia hả? Hay là đi đường bên trái ta? Đây, thằng này nó sẽ đưa mình cái cổ ngữ gì đó để mở cái cổng. Khoan, đi bên này trước hay là đi bên kia trước? Cái nào là nhiệm vụ chính tuyến, còn cái nào là nhiệm vụ chủ tuyến? JKL. Không. Cái này Wunder. B, O, A. I. J, V. Không phải. A, S. A là điều khiển mang đệ. Z, X, C, C là xem thông tin của mình. Này xem bản đồ. Làm sao xem được mấy cái web. Game vui. Hơi tầm. Gấp binh. Combat. Tâm lai chót gì đó. Quá nhiều thứ đi. Không có hiệu ứng quyền rũa trong này. Phe phái nè. Order nè. Quét là thường chữ L đó. G lại là hướng dẫn. K là bạn bè. H là bạn bè. M. Đây đây đây, chắc coi cái này. Vậy là cái dưới có khả năng là nhiệm vụ phụ, còn cái trên là nhiệm vụ chính. Bây giờ đi tìm cái căn phòng đá cái đã.
xuống đây đi. Đây 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 đây. Cái hàng rào cũng phá được nữa hả? Vô vô cái nhà đá này. Tiến lên Pikachu. Ê, mà nó góp một đống đồ luôn. Còn đồ xanh không nữa chứ. Không, của mình là đồ vàng hết rồi. Ủa? Cái đồ là cái gì? Cái cầu nguyện là cái quái gì nữa đây? Đôi giày này là mới hay cũ tôi không biết nữa. Nhân ta vô găm không cái nào ngon hơn cái của mình. Mấy cái cùi cùi này chắc chụp bỏ hết. Tại vì có 3-4 tiền à. Cái này là gáp mà cái quái gì đó ta. Thôi chừng nào nó hướng dẫn rồi tính. Này là gì? Nó gào rồi, nó chạy lên như tự tử rồi. Ý, cái băng đầu mới ngon. Tăng đâm lửa hả? Đi thử bên đây coi có cái gì không. Chỉ là cái ngõ cục thôi, lừa đảo. Ủa? Trở về cái thằng lính mà nó ngồi gục ban đầu á. Rồi cảm ơn, không có gì. Ngồi nghỉ ngơi thư giãn thoải mái đi. Hoàn thành nhiệm vụ. Lên cấp luôn. Bây giờ lên nâng cái điểm nào nè. Không biết cái điểm này là điểm gì nhưng mà thấy nó lạ lạ nên nâng đại đi. Có kêu gì mới không? Chữ khiêu là chữ ếch. Cái này là hình như xài nhiều nó mới lên hay gì đó. Cũng không biết nữa, thôi cứ đi thôi.
Vô đây, giúp thằng kia đánh cái con quái bự bự. Lên cấp nữa rồi. À, khi ở gần đồng minh á, thì tất cả các đồng minh và cái đệ của mình luôn, khi chết sẽ có cơ hội 10% nhận được cái gan quật này. Quật này sẽ gây một tí đam, khá là cùi. Bây giờ nó ăn 2 điểm trên dưới nè. Tôi muốn nâng cái này, tôi muốn cái điểm này. Cái gì? Nó cho mình 100% cơ hội chí mạng nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn thôi. Once I deciphered the keeper's movements, the vaults were easy to find. Một khi đã giải mã được mà cái hướng di chuyển những cái quán tính của người canh giữ thì những căn hầm sẽ dễ dàng được tìm thấy. Việc khám phá nó thì khó khăn hơn rất là nhiều. Between my engineer, what would be the purpose of such a stronghold if it were to house nothing? Yet I could tell they were here. Dài dòng quá. Mục đích của cái thành như vậy để làm cái gì? Nó không có chứa đựng cái gì trong đó cả. Tuy nhiên tôi biết họ ở đây, đúng dự đoán thì họ đang bảo vệ một cái thứ gì đó rất là quan trọng. Vì là cái tòa thành này xây ra là chả để làm cái gì cả, chỉ để bảo vệ cái thứ quái gì đó. Ê, phải có đồ gì mới không? Có cái gì nè? Ủa? 17 giáp. Năm tiền với 8 tiền. Cái này là cái dạng vũ khí rồi. Ồ, mình cầm được hai cái cùng lúc nha. 8 với 5, 13 tiền. Món này 14. Ủa, vẫn đánh cận chiến hả? Bảo vệ cái khối này hả? Mấy cái này đem vào một không rồi dắt kể tiếng nó đi. Không cần lấy đâu. Cái kiếm vàng mới 12 tiền lận. Nó cộng 14 đam. Tire 1 nó là 32-38% thiêu đốt mà cái này cây này có 19 à. Rồi rồi. Thôi, sẵn cây đôi này thôi. That should hold them.
First things first. Nói cảm ơn không có gì. Mình sẽ đi vô điều tra coi nó đang canh giữ cái gì. It's a fort, or at least it's about it. Lena. Well, tell you what. Let's get out of here first, and then I'll explain more. These beast dogs are hardly worth it. Rồi, tí nữa nó sẽ giải thích thêm. Bây giờ nó chưa nói gì cả. Bây giờ đi hỏi cái khu này đã. Bên boss à? Since the Keeper's fall, we've held the same rituals. Instructed to keep the Epoch Shard, the first Epoch Shard is held in a fortress. Ancient Eterran mechanisms hold it in place, with no one but us. The second vault is deep inside the Stonefall Mountains. Cái mảnh Elfort đầu tiên được giữ trong một cái pháo đài, nhưng mà không ai biết cách vào nó là cái gì. Cái hầm thứ hai thì nó nằm sâu ở trong cái khung lũng núi đá, gọi là đá lở á. Rất nhiều cái bẫy và một cái người canh giữ trong đó. Người canh giữ thì chỉ mới biết cách sử dụng thôi. Còn cái mảnh thứ ba, cái mảnh thứ ba thì nó luôn luôn di chuyển là trong. Nó thì sử dụng rất là nhiều cái kho báo trong những tầng lớp kho báo luôn. Chỉ có chúng ta là người có kiến thức để mở nó. Đó là lý do chúng ta không bao giờ gọi một nơi, gọi một nơi như thế này gọi là nhà. Vậy là ba người canh giữ ba cái mảnh đi. Cút luôn đi. Nghe mà chính mở được cái kiêu mới. Đâu cái kiêu ngồi đâu. Đây ạ. 86 đam mỗi giây. Thời gian hồi chiêu là nó không có ghi. Cái nút gì ta? Cái này là nút gì? Ngoài nút B. Hết, nút hết. Năm 16 DPS, 86 nhưng mà phải đánh trúng mới được. Cái này dạng như cái chiêu đặc biệt rồi. Nên chọn chiêu nào bỏ chiêu nào bây giờ. À đúng rồi. Ủa? Rồi tính bỏ mấy thằng đệ ra xong rồi cất nó vô. Nhưng mà méo được. Bắt buộc phải để cái chiêu mấy thằng đệ vô. Ý. Nâng mấy thằng đệ xương cái kiêu này có nên nâng không? Không. Nâng rồi nâng cái kiêu này lên. Kiêu này nó lại theo sát thương vật lý nha. Cái này nó không cho đổi hả ta? Nó bắt buộc mình phải học theo cái đường này luôn này.
thêm 6 mỗi đam không cần, 8% ăn được cái hiệu ứng boost gì đó. Trừ ra 2 tier của mình, đam này dựa trên là cái mana tối đa hả? Sáu mươi ba này, 86 rồi, biết tới nào là lâu lắm. Tăng 2 gồ z, cộng thêm là 2 mana, tốn thêm 2 mana, tăng thêm 2 tia. Mình bắn là mấy tia? 5 tia, cộng thêm 2 tia thì cũng khá là mạnh. Mấy 2 tia đây. Năm thì mình mới được cái này, còn lâu lắm. Bây giờ xếp cái khiêu sau nào. Khiêu quy đồng nguyên gỗ. Nguyên gỗ thì để chữ E. E giờ lên ti khá là mạnh. Khiêu bắn ma để chữ quy. Bỏ luôn cái khiêu đánh tay. Bây giờ mình đánh tầm xa thôi. E quy chuột phải, combo hiện tại của mình là E quy chuột phải, đổi mang đệ ra đó. Cùi bắp. Ừ? Cái này nhìn nhìn nó gù lội vậy nè, bị gắn vô đâu? Mình có đánh cận chiến ở đâu mà xài cái này bây giờ. Cái này là cái quái gì ta? Cái mảnh mà Aphid Sharp gì nó. Nhìn mấy cái chỉ số nó cộng là ngầu đét luôn á. Thôi. Mình có cái nhẫn mới, cũng cười bắp thôi. Thôi, cái này để tính sau. Oh!
Cái gì đó. Cái nón mới này nó chỉ tăng máu thôi. Ê! Chết cũ rồi, nó chanh phơ cái gì của tôi rồi. Bà nó. Trời ơi. Không biết nó có bổ béo gì không nữa. Tôi muốn biết chúng ta phải sống như thế này trong bao lâu. Không ai quan tâm đến những mảnh vỡ cho đến gần đây. Ông này đang phân vân giữa cái quyết định của bà nữ hoàng đó. Hồi đó giờ chỉ là làm theo lệnh thôi. Nhưng mà không biết bà nữ hoàng bà muốn chúng ta hành động như vậy không. If we do not change. Quá nhiều đồ rồi. Năm tiền đục luôn. Sáu tiền, năm tiền. Level 3 cái tộc mà pháp sư mới đeo được. Rồi, như một cái thùng rác. Game dễ. Về được chưa hay là cứ đi tiếp thế này. Cảnh đẹp bắt đầu lên nhạc cũng khá là hay đó. Bây giờ đi nói chuyện với người giữ cổng thôi. I'm sure you have questions. Who do the keepers adhere to? Our slumbering mother, Eterra. Alone. Ông này là ông cái giọng văn giống như là muốn phản động vậy đó. Người canh giữ bây giờ thì theo cái lệnh của ai? Người mẹ đang ngủ say của chúng ta là nữ thần Hera. Hay là vận động một mình? Hay là một nữ thần mà họ không thể nhìn thấy? They send no treasure to sea for Lagon, nor works of art south to Majassa. Were they in league with Herod's savages? No. How can they claim a greater connection to Eterra than us? We're the servants of Rhea, the inheritor of her domain.
It is blasphemy. They will burn. Ủa, ông này có con chuồn chuồn hay gì? Good. Cái gì đây? Mẹ giật cái người, tung hết bộ khiêu ra luôn. Đó là Ogian thôi. Một thằng tướng quân của mà cái tộc Ovid này. Để đó anh lo. Cái này 15 tiền lắm. À, mình phải phân mảnh nó ra rồi nhét nó vô đây. Cái này là cái gì? Vậy là bắt buộc phải phân mảnh mấy cái này ra rồi nè. Mỗi cái mảnh này thì sẽ cho một cái dòng axit, là cái dòng bổ trợ gì đó. Thôi dài quá, chả hiểu quái gì, cái này chắc lên mà gai lên xem. Vậy là hai cái mới gấp được. Ủa khoan, nãy thấy cái gì vàng vàng đó mà. Mẹ, mém nữa mất cái vũ khí rồi. Chiêu này bây giờ nó khá là phế rồi. Này lên được điểm nữa nè. Đây, đạo tập của mình tí nữa tăng cái điểm này. Xuống lấy đây. 1, 2, 3 điểm. Mình đang ở đâu vậy? Mình đang ở con đường phía bắc. Cái này chắc là nhiệm vụ phụ rồi. Có một số cái lính của ông này bị lạc ở phía tây. Phía tây cái vùng đất Tây Nguyên gì đó. Bao gồm cả cháu gái của ông luôn. Cô ấy thì không phải là một chiến binh. Giống như cái ông này chắc chỉ là một cái thương gia mà thôi. Cô ấy thì là một cái người làm vườn. Tôi lo lắng, bạn biết không, cao nguyên là lãnh thổ của cái mà tộc Ogis, là cái thằng tướng nãy nó bay qua đầu mình đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ tìm em nó cho ông. And who are you? And who are you?
Cái gậy của mình 500 tiền. Ôi vãi. Uniware. Mấy cái đồ này chắc bán mẹ hết rồi đi, bỏ vô tủ làm gì nữa. Có cái nón vàng này thì có thể có giá trị. Bán bằng nút ship chuột phải. Cái này là cái gì? Cái này 90 tiền thay thế cái ly của mình. Tăng 31% máu mấy anh đệ. Suy nghĩ nữa. Nó còn cái này 2.000 tiền. Trời ơi, em có 1.000 thôi anh ơi. Cái này 12 tiền. 15 giáp mà nó không hơn bao nhiêu cả. Thua cái cũ của mình đó. Everything okay? Where's Bolt? What? What happened? That must be Orion. If he an Osprex general. What happened to the artifacts Balthus was protecting? Cái cổ vật mà Balthus này nãy bảo vệ là cái gì? Chuyện gì xảy ra với cái cổ vật đó rồi? That must be what they were after. We have to save Balthus. Get here. Their camp is not far. Rồi đến cái căn cứ mà của thằng đó cứu nó. Sure? I could gather soldiers. You'll walk into an entire stay safe. Rồi không cần đâu, mình em solo được rồi, không cần diễn binh diễn trợ đâu chị ơi. Cái điểm trí tuệ của mình 8 4%. Kill của mình thì nó vô sát thương vật lý hơi bị nhiều nha. Ủa nãy bấm đâu ta? B. Chữ B. Nâng mát cái khiêu nguyền rủa này luôn. Một điểm nữa, hai điểm nữa, mình gọi được con golem xuống. Ây da. Tự gán hai level nữa coi làm sao. Cái áo vàng cúc luôn. Oh.
Tự nhiên nó gớt đồ dữ vậy nè ta. Cuốn sách này màu vàng 10 điểm. Khi mà máu mình thấp thì tăng 4-5 quọt. Kháng 12% cái bóng tối. 32% làm chậm quân địch. 4 điểm trí tuệ. Cuốn này thì có vẻ ngon hơn. DPS của mình là 90, 152, 149. 169 ngon hơn rất nhiều luôn. Cây cuốc màu vàng này. Cây gậy màu vàng này. 169. Rồi. Cái này nó cộng nhiều dữ vậy ta. Tăng 5-900 đam lửa bất kể hơi kỳ gì. Trừ 400 fire đam mỗi lần cốt. Cây này quá ngon luôn này. Level 3 mấy là sao? Cái nón này của pháp sư hả? Mình có song tu được mấy cái lát khác không? Game này cuốn phết đó chứ. Hmm. 65 giáp, 2 điểm trên. Không đeo được. Sentinel. Đeo vào 15. Thôi dây. EAW thì nó ngon hơn là EAG.
Rồi ARQ thôi. Bây giờ gọi cho con golem thứ là được không? Đó. Bây giờ mình đâu cần phải đánh nữa. Má mới mua cái này mấy chục tiền nữa thôi. Chơi cái đát triệu hồi này nó khỏe người. Bốn điểm trí tuệ nào? Không, cái này không ngon bằng cái kia. Cái kia nó vẫn ngon hơn. Di truyền mới. Né tránh thôi. Không tác dụng gì mấy. Rồi chết rồi, cái đó nó bay đi luôn hả? Xếp đồ như có kia trời nè, 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 xếp đồ như hạch chứ. Mấy cái này méo xài được chén chục rồi. Méo cần phải làm gì luôn, mang để lo hết. Đây là một cái bẫy. Mấy thằng Ogit là nó dụ dỗ nó bao vây ở đây rồi. Ogit thì sẽ sử dụng những cái thằng này làm cái mồi nhử, đặt một cái tín hiệu cầu cứu gì đó lên kế hoạch. Giờ nghỉ ngơi đi.
Cái này thiết kế đẹp như vậy mà không có làm được cái gì á. Red Hat TGAK Sitka. Tôi không muốn cái chiêu này cho lắm. DPS 185, 175, nhưng mà cái này sẽ thương vật lý. Medium level 2. Bây giờ mình mới mở được mấy cái này ta. Cái kill tối thiểu bây giờ đã lên cấp rồi, medium bây giờ sẽ sâu cái chỉ số kill point của mình khi bắt đầu cái gì đó. Làm sao? Lũ đảng sống làm gì từ đầu đi. Bây giờ khi quy của mình là vô nên ông ta khi quy này chuyển qua đơn mục tiêu nhưng mà nó tăng đam rất là cao luôn. Đây là bỏ mẹ cái chi quy này đi. Trời ơi, chọn cái khiêu khác là mà nó mất luôn đó nha. Mất hết kinh nghiệm luôn á. Sao ta? Mấy level đầu này thì chắc là méo có gì ngon đâu. Nên tôi tăng mẹ nó đi lo cái gì. Lo méo cái gì. Mới leo vào đầu.
Tớ cho hai cái này kế bên là tôi cảm giác như đánh boss gì đó nghe. Đam vật lý không dày cộng một điểm trí tuệ được. Cái gì mấy cục xí ngầu là D20 nè. Ủa? Cái nhẫn này tăng được 1% tốc độ di chuyển. Cái này 7, cái này 8 là 11. Cái này gùi bắp cút. Cái này không phải cái gương hả? Khoan 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 khoan, tăng 35% máu nữa nha, tức là rất nhiều nữa. Nhưng mà cái này tăng 1 điểm trí tuệ kháng phép, rút 1 điểm trí tuệ không sao. Mẹ hai cái đường này nó thông với nhau.
Tôi có thể cảm nhận được cái ngọn lửa đang thiêu đốt tôi, ăn trộm và đánh mất đôi mắt của tôi, cánh và mắt hả? The flames of prophecy reveal that these rats hid a treasure, one far. Every trinket I've gathered has been a step closer to this moment. The epoch will be the pinnacle of my collection. When I present this to Raya, this power, he will finally understand how worthy I am, what I have sacrificed. Mấy thằng này nó sắp lấy được cái cổ vật của những cái thằng đang canh giữ như mình này nè. Nên bây giờ nó bị phản đam lại sắp chết rồi. Nó báo cáo cho thằng tướng cấp trên. Bây giờ chắc đi đánh cái thằng Phasis gì đó. You're here for the epoch. Reaching me was impressive. But it's mine. Core member wing. Chơi hơi bẩn tí nhưng mà không sao. Có mang để nó lo hết rồi. Vậy thôi đó hả? Trời ơi tướng. Chưa xài bình máu luôn nè. My knees. Such large creatures those hospitals. Sure, I will be thanks to you. Let me just there. Rồi ông cho mình cái gì rồi kìa. The shards of the epoch are safe. I was worried for a moment. The epoch. Oh, it's a Terra's most sacred artifact, holding great power, the power to travel through time. Cái Airfort mình đang canh giữ có cái sức mạnh mà di chuyển xuyên qua thời gian luôn. If Raya were to get his talons on it, he would surely win the war. More than that, he'd be untouchable. Này có ba cái mảnh Airfort hồi nãy mình đọc nè. Một cái mảnh là trong cái núi đá gì, đá rơi á, đá lở á, Stonefall á. Cái mảnh thứ hai trong cái kho báu, cái đền thờ được canh giữ bởi rất là nhiều cái cạm bẫy luôn. Còn cái mảnh thứ ba là luôn luôn di chuyển là tụi mình đang canh giữ đó. Còn cái này phải không? Đây nè. Each shard is part of the whole. We keep them separated for protection. This responsibility makes them. Không phải, cái đó là ba cái mảnh vỡ thôi. Ba cái mảnh vỡ sẽ tạo thành một cái Airfox. Mình đang canh cái mảnh là thứ ba. Two of them. The one I keep with me and the one from the vault. The third should be back at camp by now. Lena sent him. No. No, the alternative would be to leave one with Lena, drawing the Auspex's attention to her. No. No, I could not let that happen. Tôi đã nghe được cái gì kho báo gần núi nè. Thôi kể nó đi. I find a new course of action, which speaking of, let's head back. I must remind myself to find. Cái này là nhật ký của mấy thằng bên Theosis. Prey in this area upset a Drake's stomach. I admit, I have a bias for the creature. He's strong and more reliable than half those under my command. While my wounds showed me the path to the epoch, he's granted ascendance. I may not be able to take flight. But with Ember Wing's aid, I can once again feel the wind. Mình còn cái nhiệm vụ này nữa ta. Khoan. Kết cam.
Mình còn sót cái quét đó ở đâu vậy? Nguyên cái khu này nãy là đi hết rồi nè, không có sót chỗ nào cả. Nguyên cái đường này đi xuống phía dưới cũng đi rồi. Ủa có sót cái gì ở đây nó ta, mà sao nó báo trên đó là mình mới thiếu nào. Thiếu cái quyết phụ. Có thằng nào đó mất tích ở bên này. Này cái chữ quy của mình mà. Ủa, đánh lại hả? Ôi vãi. Né, chạy cho mấy kịp. Giống như rớt mất mẹ kiếm này. Đây nè, kiếm mới gì nè.
out of here. Không, phải Google cái nhiệm vụ này cái mới được. Nát Air Fox. Missing in the Highland. Có ai đó mất tích ở quán cà phê Highland. Đây, chúng ta gõ cái web 3 tuần trước của Migai. Đúng nè, mình đi xuống đây là gặp được nó, cái con bé nó nằm, nó nói là cái bẫy gì đó. Ủa không, đi thông báo cho ai đó ở cái kép cam, trời ơi. Đây nè, vậy là xong rồi, quay về thôi. Trời ơi, tính đâu đi tìm cái đứa mất tích là cái con của ông đó. Thôi nói thiệt đi, nói có một người dân đi nói cái dưới là ổng mà dạng như buồn lắm, thất vọng lắm, khả năng là chết sạch hết rồi anh ơi. Đây mình nói đã trả thù rồi cho ổng an lòng tí. Tội nghiệp anh có bán cái gì giá trị không? Mana 12% kháng sát thương vật lý, 12% cũng khá là cao luôn, 20 máu cũng khá là cao luôn. Bên kia thì 521 9, hai cái thấp một cái cao. Nó phản đòn nhưng mà tăng tốc độ hồi máu, có tí giáp, còn ở đây cộng trực tiếp mana với máu luôn. Hai cái áo này cái nào cũng ngon vậy đó. Tốc độ hồi máu thì có khi mình méo cần đâu, 5 đam phản thì cũng chả bao nhiêu cả. Nên lấy máu trực tiếp luôn để có gì mình cách kêu được. Lần này có bán cái nhẫn gì ngon không? Tôi thích tốc độ di chuyển hơn. Tốc độ di chuyển nó 89% nên cảm giác mình đi rất là nhanh. Còn lại đồ cùi không ạ? Đi vào 15 mới xài được thì biết tới bao giờ. Hmm.
cộng dồn lại là cái điểm chảy máu hả? Cái này tiêu thụ một cái quân để gọi lên không được nha. Không được, không được. Có khả năng tạo ra cái ọt hồi 15 máu cho mình. Có 15 máu thì khá là tệ. Ọt bây giờ hồi 7% máu nè. Có phần trăm máu thì khá là ngon. Còn đường trên này, đường dưới này nó tăng cái gì? Gây thêm đam nhưng mà nó giảm cái tầm đánh. Cái này mà khi mình đánh nó chảy máu thì mình quất vô một lần nữa nó sẽ cộng 20% đam luôn. Nhưng mà chắc méo gì nó chảy máu để mình cách thêm. Nên lấy một điểm được rồi. Bây giờ chí mạng thì sẽ gây thêm đam nữa nè. Nhưng cái lượng máu mình cũng phải mất theo cái đó luôn. Chí mạng thì gây thêm 30% đam chí mạng nữa. Nhưng mà mình cũng mất thêm 1% máu. Tức là mất khoảng 2-3 máu á. Nhưng mà bui cái này vẫn là bui sát thương vật lý nha. Không ngon cho lắm. Bây giờ xài tạm ban đầu thôi. Sau này thì chắc là có khá nhiều khiêu ngon hơn ở đây. Để mình có thể bui những cái khiêu phép thế vô. Ở bên đây là gần như cái đường này sát thương vật lý nè. Còn hai cái đường dưới này là nguyên tố. Với mà mana phép. Cái đầu lâu này tôi nghĩ là phép nè. Phải không ta? Đúng rồi đó. Hay là nó bên Necromancer đó. Cái này thì có đường độc, tôi khá là phái mấy bùi độc trong cái này. Nên chỉ bùi hai đường này thôi, đường này không chơi đâu. Nên hiện tại cái chiêu này, tại vì cái chiêu E tôi bùi khá nhiều là cái quyền rủa nè. Cái chiêu E này nó chỉ tăng cho sát thương vật lý thôi. Nên khi boost cái chiêu E đầu tiên lên, chắc chuyển hết qua phép luôn cho rồi. Hello traveler. Bỏ cái này không ta? Năm mươi bảy. Bỏ cái nữa thì lên nhiêu? 40 hả? À mình tăng 5 điểm thì 50 vàng. Mình tăng 8 điểm là 80 vàng. Vậy là nếu như tăng max 8 điểm này thì 90x4 lên là 360 vàng là tẩy hết cây. Cũng không sao, khá là nhẹ nhàng. Ừ?
Hello, traveler. Ở đây mình 11 điểm rồi, 4 điểm nữa. Khi mà máu mình tụt xuống dưới phân nửa, mình sẽ triệu hồi ra một cái con báo thù. Đây là cái đơn vị cận chiến có lượng máu gây đam ngang với cái điểm trí tuệ của mình. Tức là mình bui cái intelligence này, cái điểm này lên nè. Nên tôi nghĩ lấy cái điểm này nó ngon hơn. Tí nữa thì mình đi hai điểm này, vui cái đường summon luôn. Thì sau này mình sẽ bui qua cái đường độc bên này. Nên cái skill của mình. Ủa cái này để gì? Bỏ luôn cái kill này nè, không xài cái kill này nữa nè. Cũng không xài cái kill quy rồi luôn. Kill quy này tạm thời vẫn xài được. Cái này đam vật lý không xài. Hai kill triệu hồi bắt buộc phải xài. Con ma. Đi gấp đôi đam nếu như nó bị nguyền rủa. Là bị cái này nè. Nhưng mà bây giờ chuyển qua xài phép đó rồi. Phép. Ủa con quỷ này sẽ thương vật lý hả? Hai con này sẽ thương vật lý, vậy là không bỏ được cái chiêu mà kia rồi. Không bỏ được cái chiêu nguyền rủa rồi. Thôi hiện tại cứ như vậy ổn rồi. He's back. And he's been quiet since he returned. If you could speak with him, I'd be grateful. Then we can begin our talks. Nó không nói gì từ khi mà nó được quay về ông này á. You're back. Now we must protect the epoch. Find a way. Rồi đi lấy lại cái mảnh mà epoch đó thôi. Not fully. Eterna left their secrets to us, and I have ideas. Well, we are keepers after all. Chúng ta là những cái người gác cổng, bảo vệ. Collectors of lost history. Rồi biết rồi. Mấy ông làm mất thì lại bắt rồi đi lấy về chứ gì? Keeping the shards hidden, it's all. I feel as though drastic times are upon us. And now, you know about them too. I apologize. You might become. I only have two shards, but that's enough. I'll keep them safe. Thiệt không à? Tôi không có nghi ông này dữ lắm nha. Ổng đang giữ hai cái mảnh nè. Bây giờ ổng kêu mình đi lấy cái mảnh thứ ba về để ổng bảo vệ là tôi méo tin không? Có khi mình đi lấy mảnh thứ ba về á, có hai trường hợp. Thứ nhất mình đi lấy mảnh thứ ba xong rồi mình hẹo đó luôn. Gọi là cái cốt truyện nó bắt mình thua á. Thì trong lúc đó thì nó lấy hai mảnh của ông này là nó gom được ba mảnh, nó đứng vậy luôn cái đội Ogit á. Còn trường hợp thứ hai là mình lấy cái mảnh thứ ba nó về là ông này ổng phản lại liền. Lina, I'm sorry to you. Rồi nó cho mình có 100 tiền. This is what's best for us all. Là muốn chết mẹ nó cho 100 tiền. With the epoch's power. And finally. Cái méo gì? Sang chapter 2. Giờ đi khám phá khu này á. Phan, tôi tính làm cái gì quên mất mẻ này. À, ép thử cái đồ. Chữ ép là lò gàn nè.
Bây giờ mình nép vô cái này hả ta? Cái này mình đâu có đánh đâu. Mình đeo vô là nó cộng chỉ số thôi. 500 tiền là sao vậy? Cái này tăng đam theo thời gian, sau này mình bui độc thì nó ngon. Cái này là bên trái, còn cái này là bên phải, còn cái này là chính giữa. Mình có thể lắp luôn cái cuộn giấy này vô. Cái này tăng random một cái acid gì đó. Bây giờ bên trái tiền tố với hậu tố mà. Ủa không có lắp vô đây được hết ta? Đã thêm là sao? Hai ba bốn năm là tối đa nó chỉ có 5 cái thôi. Thôi, chả hiểu gì cả. Có thời gian nghiên cứu sao? Bây giờ coi quái trong này nó mạnh không thì tôi nghĩ luôn. Game này coi bỏ máp rồi đó. Có thời gian thì chơi tiếp. Mà chắc chơi mình thôi, không quay video nữa đâu. Trong này chúng quan như là đó. Con gì kìa? Nó gớt phát một đống đồ luôn. Cái này nó bày hay bày nhầy luôn á. Áo cừu bắp.
Rồi gớt mỗi cây trường 13 tiền. Quái đủ ngon lắm. Sao bạn lại ở đây? Đừng có dở ngu như thế. Chỉ có Ganger và Elder. Là sao? Xạ thủ là mấy ông già, là mấy cái tộc heo á hả? Mọi người đều biết cái điều này. Mình nãy bị dịch chuyển vô đây mà biết mẹ gì đâu. Trong người không giống như một tín đồ cho lắm. Tín đồ cái quái gì ở đây vậy? Tự nhiên mình bị đẩy đến thế giới này đều biết cái gì luôn. 1290AG là sao ta? Chứ voi, đang nói cái quái gì đó. Cái thứ xung quanh mình á đang nuốt chửng tất cả mọi thứ luôn, được gọi là cái voi. Ông này ổng nghi ngờ cái đầu óc của mình có vấn đề thần kinh đó chứ. Tôi biết mẹ gì đâu ông, tự nhiên tôi bị đẩy đây mà. Ủa? Trời ơi. Nãy giờ đéo gắn cây này hèn gì đến đa miếng siêu à. Cậy la mấy con quái nó trong. Kìa, bây giờ quái nó dậm quanh hết luôn nè. Ai nghỉ đây thôi, có thời gian chơi tiếp game này. Rồi, ok, tất cả cái tiến trình nó sẽ tự động xếp lại. Rồi, bye bye anh em, game này rất là đáng chơi nha. Có thời gian thì anh em có thể thử qua game này được á. Nếu yêu thích cái dòng game mà thể loại như Diablo chẳng hạn.